các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những diễn biến trực tiếp từ nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, nơi đang diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024. Và trước mắt chúng ta sẽ là cặp đấu bán kết nam giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Điều khiển trận đấu giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Trọng tài thứ nhất là ông Phạm Thái Hòa và trọng tài thứ hai đó là ông Nguyễn Hồng Quyết. Trận đấu giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh là trận đấu thứ hai trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024. Ở trận đấu sớm thì nữ Ninh Bình Happy Bank đã có được chiến thắng 3-0 trước binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Đây là các vận động viên của Sanet Khánh Hòa, đội sẽ ra sân trong trang phục áo màu xanh da trời. Đội hình ra sân của Sanet Khánh Hòa ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 10 chuyền 2 Đinh Văn Tú, số 3 chủ công Dương Văn Tiên, số 11 đối chuyền phụ công Nguyễn Phúc Lộc, số 7 đối chuyền Phạm Quốc Dư, số 8 chủ công Luis Felipe Peroto, số 5 phụ công Triển Chiêu và libero số 1 Trung Trực. Huấn luyện viên trưởng của Sanet Khánh Hòa là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Trong khi đó thì Hà Tĩnh sẽ ra sân trong trang phục áo màu đỏ. Và đội hình ra sân của Hà Tĩnh ở trong set đấu đầu tiên gồm có số 7 cây chuyền 2 Văn Đức, số 11 chủ công Đức Hạnh đội trưởng, số 6 phụ công Hồ Hữu Tiến, số 18 đối chuyền Đinh Văn Phương, số 5 chủ công Sơn Huỳnh Chí, số 16 phụ công Thanh Lãm và libero số 3 Lê Minh Đắc. Huấn luyện viên trưởng của Hà Tĩnh là huấn luyện viên Lê Thanh Hùng. Hà Tĩnh là đội đã đứng thứ tư ở giải vô địch quốc gia năm ngoái. Còn Sanet Khánh Hòa là đội bóng đương kim vô địch của giải vô địch quốc gia. Trong trận chung kết Cúp Hùng Vương năm ngoái thì Sanet Khánh Hòa đã để thua trước Biên Phòng. Nhưng sau đó thì đến cuối mùa giải họ đã đánh bại chính Biên Phòng trong trận chung kết giải vô địch quốc gia để đăng quang. Cuộc đối đầu giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh là lần gặp nhau thứ hai của hai đội trong khuôn khổ các giải thi đấu chính thức trong năm 2024 này. Trước đó ở giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia thì Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh đã đụng độ nhau. Và khi đó thì Hà Tĩnh với tư cách là đội chủ nhà đã để thua 0-3 trước Sanet Khánh Hòa. Đây là Văn Đức, cây chuyền 2 của Hà Tĩnh. So với đội hình tham dự giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia thì tại Cúp Hùng Vương năm nay Hà Tĩnh không có sự có mặt của ngoại binh người Thái Lan chủ công Asanafan, người đã lên đường trở về nước sau khi kết thúc giai đoạn 1. Họ cũng không có sự phục vụ của phụ công Ngọc Danh. Tất nhiên là Sanet Khánh Hòa được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh trước khi bước vào màn so tài ngày hôm nay. Lần gần nhất mà Sanet Khánh Hòa đăng quang ở Cúp Hùng Vương đó là vào năm 2021. Và khi đó thì Sanet Khánh Hòa cũng đã đánh bại chính Hà Tĩnh ở bán kết trước khi họ vượt qua Tràng An Ninh Bình trong trận đấu tranh chức vô địch. Đây là Sơn Huỳnh Chí, một cựu chủ công của Thành phố Hồ Chí Minh và mùa trước đã chuyển tới thi đấu cho Tràng An Ninh Bình, đội bây giờ là LP Bank Ninh Bình. Pha đánh bóng của Đinh Văn Phương, điểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về Hà Tĩnh. Bóng đã sượt vào tay của Dương Văn Tiên và thay đổi quỹ đạo rơi. Một tình huống đánh treo gắt của Văn Phương. Pha đánh bóng của Quốc Dư. Văn Phương, lần này thì Văn Phương đã không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa. Người chắn bóng có lẽ là phụ công Phúc Lộc. Đây là tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên. Không được, đó là một tình huống không tốt giữa cây chuyền 2 Văn Đức và phụ công Hồ Hữu Tiến. Tình huống đánh lao dài nhưng không thành công. Văn Đức đã chuyển bóng quá sát lưới. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 2-1. Trong lịch sử của giải Nam Cúp Hùng Vương thì đội bóng giàu thành tích nhất là Tràng An Ninh Bình với 5 chức vô địch. Sanet Khánh Hòa đang có được 4 lần
Và nếu vượt qua Hà Tĩnh và sau đó giành chiến thắng trong trận chung kết, họ sẽ san bằng thành tích 5 lần vô địch Cúp Hùng Vương cùng với LP Bank Ninh Bình. Người phát bóng là chủ công đội trưởng Trần Đức Hạnh. Và ghi điểm của Phúc Lộc. 3-2 cho Sanet Khánh Hòa. Hồ Hữu Tiến là thành viên thuộc biên chế thể công. Hôm nay anh chuyển tới thi đấu cho Hà Tĩnh. Còn Phúc Lộc trước khi gia nhập Sanet Khánh Hòa, anh là phụ công của Bến Tre. Lại là một tình huống chuyền bóng không tốt nữa của Hà Tĩnh. 4-2 cho Sanet Khánh Hòa. Văn Đức đã chuyển bóng sát lưới và Đinh Văn Phương đã không thể có được một pha đập bóng. Không được. Tiếp tục là một pha block có điểm nữa của Sanet Khánh Hòa. Cái chuyền hai của Hà Tĩnh đang thi đấu không thực sự đúng sức mình, khiến cho các mũi công của Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn. Sơn Huỳnh Chí. Lần này thì Đức Hạnh đã không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Pha đánh bóng có lẽ là của Quốc Dư. Quốc Dư là đối chuyền đã theo huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc từ La Vi Long An chuyển tới Sanet Khánh Hòa. Pha đánh bóng của Đinh Văn Phương. Và lần này là Sơn Huỳnh Chí, điểm số thứ 3 cho Hà Tĩnh trong trận đấu ngày hôm nay. Đây sẽ là tình huống phát bóng của phụ công Hồ Hữu Tiến. Và đó là Quốc Dư. 7-3 cho Sanet Khánh Hòa. Ở mùa giải năm nay thì không phải đội trưởng Từ Thanh Thuận mà Quốc Dư mới là đối chuyền chính của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Rất tốt. Đinh Văn Phương vừa có tình huống đáp trả. Bóng xuyên qua tay chắn của Perotto. Những pha ghi điểm liên tiếp của hai cây đối chuyền bên phía Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Văn Phương phát bóng. Perotto. Bóng vẫn còn. Tình huống đánh hai chuyền chưa thành công của Đinh Văn Tú. Đó là điểm cho Sanet Khánh Hòa. Trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới với vận động viên bên phía Hà Tĩnh. 8-4 cho Sanet Khánh Hòa. Ở Cúp Hùng Vương năm nay thì có thể Perotto sẽ được sử dụng nhiều hơn, bởi Evandro đã ký hợp đồng cho tới hết năm cùng với Sanet Khánh Hòa. Vừa có điểm số thứ 5 cho Hà Tĩnh, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một pha đánh bóng chiến thuật và người ghi điểm là Sơn Huỳnh Chí. Một tình huống đánh lên. Quốc Dư, bóng ngoài rồi, nhưng có lẽ là đã chạm vào tay chắn. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay chắn của Hà Tĩnh trước khi đi ra ngoài sân. 9-5 cho Sanet Khánh Hòa.
tình huống phát bóng của Chiến Chiêu. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 10 năm. Tình huống đánh nhanh trước chống trước không thành công của Hà Tĩnh. Lần này thì đã có điểm số cho Hà Tĩnh và người ghi điểm đó là phụ công Thanh Lãm. Thanh Lãm phát bóng. Tình huống đánh hai chuyền của Đinh Văn Tú. 11-6 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Trước đến nay thì vị trí chuyền hai được coi là một điểm yếu của Sa Đéc Khánh Hòa. Tuy nhiên thì họ đã khắc phục vị trí đó với việc chiêu mộ Đinh Văn Tú từ Thành phố Hồ Chí Minh. 7-11 cho Hà Tĩnh. Đinh Văn Phương và Phạm Quốc Dư, hai cây đối chuyển của Hà Tĩnh và Sa Đéc Khánh Hòa đã từng được gọi lên tập trung trên đội tuyển quốc gia, nhưng họ chưa thể để lại dấu ấn vì nhiều lý do khác nhau. Hai điểm của Phúc Lộc, 12-7 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Block thành công, đó là pha block của Perotto với tình huống đánh bóng là của Đức Hạnh. Và chặn bóng tốt của Perotto và Hà Tĩnh đã phải xin tham ảo. Luis Perotto là ngoại binh nam có thể nói là được chú ý nhất ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay, khi anh từng có thời gian chơi bóng tại Italia, một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu của bóng chuyền thế giới. Trước khi sang Việt Nam thì Perotto chơi bóng ở Ấn Độ và anh cũng đã cùng với câu lạc bộ Ấn Độ giành quyền góp mặt ở giải các câu lạc bộ nam thế giới diễn ra vào cuối năm khi mà Ấn Độ là chủ nhà. Pha block của Phúc Lộc trong một tình huống nhảy lên chắn bóng cùng với Quốc Dư với pha tấn công của Đinh Văn Phương. Dương Văn Tiên phát bóng. Pha đánh bóng của Hồ Hữu Tiến. 8-14. Pha đánh bóng cực mạnh của Luis Perotto. 15-8 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Một tình huống đánh chéo sân của Luis Perotto. Điểm cho Hà Tĩnh. Người ghi điểm là Sơn Huỳnh Trí.
không thể có được tình huống phòng thủ hàng sau thành công của Phúc Lộc, một đồng đội cũ của Sơn Bình Chí khi cả hai cùng chơi cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Văn Tú chuyền đai. Đó là pha chuyển bóng cho Quốc Dư. Nhưng Quốc Dư đã không thắng được tay chắn của Hà Tĩnh và trọng tài xác định bóng rơi trong sân. Perotto. Cho Sanet Khánh Hòa. Và đánh xuyên chắn của Felipe Perotto. Sanet Khánh Hòa vừa có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai khi mà Quốc Thiện đã được tung vào sân để thay cho Đinh Văn Tú. Một điểm nữa cho Hà Tĩnh, 11-16. Pha ghi điểm ở biên 4 của Sơn Huỳnh Trí. Trên sân thì chúng ta thấy Từ Thanh Thuận cũng đã được tung vào sân. Từ Thanh Thuận có lẽ vào sân thay cho Quốc Dư. 12-16 điểm cho Hà Tĩnh. Dù trên sân nhà ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia, Hà Tĩnh đã để thua 0-3 trước Sanet Khánh Hòa. Tuy nhiên thì huấn luyện viên trưởng của đội bóng đương kim vô địch quốc gia, ông Bùi Quang Ngọc, thì nói về cặp đấu bán kết của Hùng Vương không hề đánh giá thấp Hà Tĩnh. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc cho rằng khi không chịu áp lực từ khán giả nhà thì Hà Tĩnh có thể sẽ chơi tốt hơn, sẽ có tình huống xin challenge của Sanet Khánh Hòa. Chúng ta thấy Triển Triều đã ra dấu bóng chạm tay. Nếu bóng chạm tay đó sẽ là tình huống chạm tay của Sơn Huỳnh Trí. Chúng ta sẽ cùng chờ tình huống challenge từ các trọng tài. Năm 2024 là năm đầu tiên mà Quốc Hùng Vương sử dụng công nghệ Video Challenge, công nghệ đã từng được sử dụng ở giải vô địch quốc gia từ năm 2022. Và hẳn là nhiều người vẫn còn nhớ đến tình huống rất nhạy cảm trong trận chung kết nữ của Quốc Hùng Vương năm ngoái giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và LP Bank Ninh Bình. Bóng có vẻ như đã sượt qua tay của Sơn Huỳnh Trí. Như vậy là bóng chạm tay và đó là tình huống challenge thành công của Sanet Khánh Hòa. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 17-12. Triển Triều chính là người đã đánh bóng chạm vào tay của Sơn Huỳnh Trí. Đúng rồi, challenge vừa rồi, nhưng sau đó thì Perotto lại phát bóng thiếu chính xác. Luis Perotto đã góp mặt cùng với Sanet Khánh Hòa từ trước giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Nhưng đây vẫn có thể xem là một giải đấu thử việc với chủ công này. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc vẫn đang cân nhắc việc có tiếp tục gia hạn với Luis Perotto để cùng với Sanet Khánh Hòa thi đấu ở các giải đấu vào cuối năm hay không. Trong khi đó thì Evandro, ngoại binh khoác áo Khánh Hòa ở mùa trước và mùa này đã được ký hợp đồng 4 năm. Điểm cho Sanet Khánh Hòa 19-13. Một pha block có điểm. Hãy cùng xem lại tình huống này. Người chắn bóng là Phúc Lộc.
Đó có lẽ đã là lần thứ 3 ở trong trận đấu ngày hôm nay Phúc Lộc block mang về điểm số cho Sanex Khánh Hòa. Tình huống đánh hai chuyền của Văn Đức. 14-19 cho Hà Tĩnh. Dương Văn Tiền đã phản xạ hơi chậm trong tình huống nhảy chắn vừa rồi. Điểm cho Sanex Khánh Hòa, bóng chạm chắn với pha đánh bóng của Tư Thanh Thuận. Một pha bật nhảy từ sau vạch 3m của Tư Thanh Thuận và bóng đã sượt qua tay của Hồ Hữu Tiến. Và ghi điểm của Đức Hạnh. Tình huống đánh nhanh trước trông sau. Phát bóng là Minh Chiến. Như vậy là huấn luyện viên Lê Thanh Hùng đã thay chuyền 2. Chuyền 2 trên sân lúc này là số 4 Minh Chiến. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan cho Hà Tĩnh. Như vậy trọng tài xác định tình huống bóng vừa rồi, điểm đã thuộc về Hà Tĩnh. Bóng trúng tay của Dương Văn Tiền trước khi đi ra ngoài. Và đánh bóng của Đinh Văn Phương. Sanex Khánh Hòa thì cũng vừa đưa cây chuyền 2 số 1 Đinh Văn Tú trở lại sân. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Sanex Khánh Hòa 21-16. Cách biệt lúc này đã là 5 điểm rồi. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên. Một điểm nữa cho Hà Tĩnh, 18-21. Một pha chấp gội của Sơn Huỳnh Trí, nhưng trước đó là một tình huống phát bóng khó của Đức Hạnh. Bóng đi rất mạnh và đã có tình huống xin tham màu, có lẽ là của Sanex Khánh Hòa. Cách biệt lúc này là 3 điểm. Bây giờ là có 3 điểm thôi, tập trung vào đánh hết lực đi. Đánh được một điểm hò reo lên chạy nhảy đi cho nó nghe người ra. Thế là thế chưa? Đấu, đấu. Đấy, thế là đấu. Tất cả các đứa đều chạy đi, người ta chỉ một tiếng là quá tốt rồi, chỉ chơi những quả nó mới đàng hoàng thôi. Năm 2024 là năm thứ 16 mà Cúp Hùng Vương được tổ chức. Và trong lịch sử của giải đấu này thì Sanex Khánh Hòa lúc này đã có 4 lần đăng quang vào các năm 2016, 2017, 2019 và 2021. Và tiếp tục là một tình huống có điểm nữa của Hà Tĩnh, 19-21. Vẫn theo một kịch bản giống như điểm số trước đó, Đức Hạnh phát bóng khó. Vận động viên phòng thủ bên phía Sanex Khánh Hòa đỡ bước một không tốt, bóng nảy sang bên kia lưới và Sơn Huỳnh Trí là người chớp cơ hội. 19-21, một điểm số nữa cho Hà Tĩnh. Đinh Văn Tú pha đánh bóng của Thư Thanh Thuận. Perotto điểm cho Sanex Khánh Hòa 22-19. Perotto đã chủ động
đánh bóng chạm vào chắn của Hà Tĩnh. Bóng chạm tay của Đinh Văn Phương. Phúc Lộc phát bóng. Minh Chiến. Pha ghi điểm của Sơn Huỳnh Chí. 20-22. Một tình huống chuyền dài của Minh Chiến. Và Sơn Huỳnh Chí là người đã dứt điểm ở biên 4. Một pha đánh chéo cắt. May mắn đã đứng về phía Hà Tĩnh trong pha phát bóng của Hồ Hữu Tiến. Bóng chạm lưới và thay đổi quỹ đạo rơi, khiến cho Dương Văn Tiên và Triển Chiêu bị bất ngờ. 21-22 cho Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đang hưởng lợi từ những tình huống phát bóng. Vận động viên nào phòng thủ với tình huống đánh bóng như vừa rồi của Đức Hạnh, nhưng trọng tài đã bắt lỗi. Trọng tài đã bắt lỗi với Hà Tĩnh. Và ngay lập tức thì ban huấn luyện Hà Tĩnh đã xin challenge. Như vậy là trọng tài bắt lỗi nhảy dẫm vạch 3m của đội trưởng Trần Đức Hạnh. Cùng xem lại. Không, có lẽ là trọng tài bắt lỗi nhảy dẫm vạch lúc chắn bóng. Đó là lỗi nhảy dẫm vạch 3m của Đức Hạnh. Và đó là một tình huống challenge không thành công của Hà Tĩnh. Sơn Huỳnh Chí. Perotto mang về điểm số thứ 24 cho Sanet Khánh Hòa. 3 set point cho đội bóng đương kim Á quân của Cúc Hùng Vương. Những tình huống đánh bóng đi chéo sân rất khó chịu của Luis Perotto. Và Hà Tĩnh đã phải xin time out. Đây là lần time out thứ 2 của Hà Tĩnh ở trong set đấu đầu tiên này. Năm ngoái thì Sanet Khánh Hòa đã vào tới trận đấu chung kết của Cúc Hùng Vương nhưng để thua trước Biên Phòng. Và năm nay thì chắc chắn thầy trò luyện viên Bùi Quang Ngọc hướng đến giải đấu ở Phú Thọ không ngoài mục tiêu đăng quang. Sanet Khánh Hòa cũng là đội bóng đã toàn thắng ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay. Pha phát bóng ra ngoài của Từ Thanh Thuận. Điểm 22 cho Hà Tĩnh. Nhưng sau đó thì Đinh Văn Phương cũng phát bóng đi ra ngoài. Hà Tĩnh đang phải đối mặt tới 2 set point nhưng Đinh Văn Phương lại lựa chọn một tình huống phát bóng khó. Và anh đã mang về điểm số thứ 25 cho Sanet Khánh Hòa như vậy. Sanet Khánh Hòa là đội thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-22. Khánh Hòa tạm dẫn Hà Tĩnh 1-0 trong trận bán kết 1 nam của giải bóng chuyền Cúc Hùng Vương.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương với cặp đấu bán kết nam giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Và lúc này thì hai đội chuẩn bị bước vào set đấu thứ hai, và ở set đấu đầu tiên thì Sanet Khánh Hòa là đội có được phần thắng với tỷ số là 25-22. Ở trận đấu này thì Sanet Khánh Hòa là những người ra sân trong trang phục áo màu xanh, còn Hà Tĩnh thi đấu trong trang phục áo màu đỏ. Như vậy là chuyền hai trên sân của Hà Tĩnh ở trong set đấu thứ hai là số 7 Văn Đức. Ở cuối set 1 thì huấn luyện viên Lê Thanh Hùng đã từng có thời điểm tung cây chuyền hai Minh Chiến vào sân. Set đấu thứ hai đã bắt đầu. Văn Đức và Hồ Hữu Tiến, 1-0 cho Hà Tĩnh ở trong set đấu thứ hai. Năm 2021 khi mà Trà Ninh Bình đăng quang tại giải vô địch quốc gia thì Hồ Hữu Tiến đã chơi một trận bán kết vô địch quốc gia cực hay khi đối đầu với Sanet Khánh Hòa. Đáng tiếc là ở trận đấu chung kết gặp Thể Công thì do là vận động viên thuộc biên chế Thể Công, anh đã không thể góp mặt. Tỷ số lúc này là 1-1. Người phát bóng tiếp theo là Phúc Lộc. Bước 1-0 tốt của Hà Tĩnh. Nhiều cổ động viên của Hà Tĩnh sau khi chứng kiến đội bóng thi đấu ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay đã nói rằng họ rất nhớ libero cũ của Hà Tĩnh, libero Cao Đức Hoàng. Tình huống đánh nhanh không thành công. Hồ Hữu Tiến đã không qua được tay chắn của Sanet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Người chắn bóng là Triển Chiêu. 3-1 cho Sanet Khánh Hòa. Điểm cho Hà Tĩnh. Pha ghi điểm của Đinh Văn Phương. Tình huống phát bóng của Hồ Hữu Tiến. Tình huống mà Đinh Văn Tú đã chuyền bóng không tốt. Bóng đi sát lưới và khiến cho Perotto không thể có được một pha đập bóng. Tuy nhiên thì ngoại binh của Sanet Khánh Hòa vẫn mang về thêm một điểm số nữa cho đội bóng xứ Trầm Hương. 4-2 cho Sanet Khánh Hòa. Tình huống phát bóng của Quốc Dư. Trọng tài sẽ cho đánh lại pha bóng vừa rồi. Điểm cho Hà Tĩnh. 3-4. Pha ghi điểm của Đinh Văn Phương. Lại là một pha phát bóng hỏng của Đinh Văn Phương. Ở trong set đấu đầu tiên thì Văn Phương cũng có một tình huống phát bóng thiếu chính xác và mang về điểm số thứ 25 cho Sanet Khánh Hòa. Những tình huống phát bóng rất mạnh nhưng bóng đã đi ra khỏi vạch biên ngang cuối sân. Pha bỏ nhỏ rất hay
Pha xử lý đầy bất ngờ của Sơn Huỳnh Trí đã đánh lừa các vận động viên của Sanet Khánh Hòa. Vận động viên ở hàng sau đã chờ đợi một tình huống phòng thủ. Nhưng Sơn Huỳnh Trí thay vì đá bóng lại bò nhỏ. Sau 4 cho Sanet Khánh Hòa. Lần này thì đến lượt Huỳnh Trí phát bóng hỏng. Văn Đức pha di chuyển và đánh bóng của đội trưởng Trần Đức Hạnh. 5-6 cho Hà Tĩnh. Một điểm nữa cho Hà Tĩnh, 6-6. Dương Văn Tiên không thể thắng được tay chắn của Hà Tĩnh, nhưng đó là một tình huống chuyền bóng không tốt của Đinh Văn Tú. Lần này thì Văn Tiên đánh bóng đi ra ngoài. 7-6 cho Hà Tĩnh. Sanet Khánh Hòa đã phải xin tham ao lần hội ý thứ nhất của Khánh Hòa trong set đấu thứ hai này. Hà Tĩnh mắc rất nhiều những tình huống phát bóng lỗi. Kể từ đầu trận đến giờ họ đang đánh mất những điểm số một cách rất đáng tiếc. Điểm bóng 7-7 cho Sanet Khánh Hòa. Và 8-7 cho Sanet Khánh Hòa. Người chớp cơ hội là Dương Văn Tiên. Điểm cho Sanet Khánh Hòa và đó tiếp tục là một tình huống phát bóng một không tốt của Lê Minh Đắc. Bóng ngoài và thêm một điểm số nữa cho Sanet Khánh Hòa, 17. Và Hà Tĩnh đã phải xin tham ao. Từ vị thế dẫn điểm thì bây giờ Hà Tĩnh lại là đội bóng phải bám đuổi phía sau. Một điểm nữa cho Hà Tĩnh, 8-10. Pha ghi điểm của Đức Hạnh ở biên 4. Chúng ta sẽ cùng xem. Đức Hạnh đã đánh lách qua tay chắn của Quốc Dư.
Như vậy là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc có sự thay đổi ở vị trí chủ công khi mà Quốc Đoàn được tung vào sân để thay cho Dương Văn Tiên. Quốc Đoàn cũng sẽ là người phát bóng. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa. Có thể thấy khi mà các vận động viên của Sa Đéc Khánh Hòa phát bóng thì họ thường hướng bóng đến vị trí của libero Minh Đắc bên phía Hà Tĩnh, một libero sinh năm 2005. Lần này thì đã có điểm cho Hà Tĩnh rồi. 9-12. Điểm 13 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Người ghi điểm là Quốc Dư. Hãy cùng xem lại tình huống này. Chỉ một tay chắn của Sơn Huỳnh Chí là không đủ để ngăn chặn được Quốc Dư. Điểm cho Hà Tĩnh. Một pha đập chồng. Người ghi điểm số bây giờ là 10-13. Ở tình huống vừa rồi thì chúng ta cũng thấy trên sân Hà Tĩnh đã thay chuyền hai. Văn Đức đã rời sân để nhường vị trí chuyền hai cho Minh Chiến. Mười một mười ba, thêm một điểm số nữa cho Hà Tĩnh. Bỏ nhỏ của Quốc Dư. 14-11 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Một tình huống mà Quốc Dư vào chưa thực sự ăn ý với Đinh Văn Tú. Người phát bóng là Đinh Văn Phương. Vẫn là Perotto. Đó là tình huống mà các vận động viên Hà Tĩnh gần như là đứng chôn chân. Thành Lãm không nhảy lên. Và ở phía sau, các vận động viên hàng sau của Hà Tĩnh cũng không có động tác hỗ trợ anh. Điểm 15-12 cho Sa Đéc Khánh Hòa. 13-15 cho Hà Tĩnh. Đánh bóng cực mạnh của Từ Thanh Thuận. Một tình huống bật nhảy từ sau vạch 3m của Từ Thanh Thuận. Sơn Huỳnh Chí dù đã rất cố gắng nhưng không thể có được một tình huống phòng thủ hàng sau thành công. Điểm cho Sa Đéc Khánh Hòa 16-13.
Từ Thanh Thuận. Lần này là một pha đánh y. 17-13 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Bóng đã xuyên qua tay chắn của Hà Tĩnh. Hà Tĩnh rút đội trưởng Trần Đức Hạnh rời sân. Và người vào sân đó là Trần Anh Thiện. Hà Tĩnh cũng đã thay phụ công Phúc Lộc. Xin lỗi, Sa Đéc Khánh Hòa cũng đã thay phụ công Phúc Lộc rời sân. Và người vào sân là Thanh Phương. Bóng rơi trong sân của Hà Tĩnh, một pha block có điểm của Thanh Phương và các đồng đội. 18-13 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Đó là cái tay chắn của Thanh Phương. Phụ công đã từng khoác áo chính Hà Tĩnh khi đội bóng này được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Thái Quang Lai. Điểm cho Hà Tĩnh 14-18. Pha ghi điểm của anh Thiện. Bóng đã chạm vào tay chắn của Đinh Văn Tú. Sẽ có tình huống xin challenge. Sa Đéc Khánh Hòa challenge với tình huống bóng trong ngoài. Lúc này thì huấn luyện viên Lê Thanh Hùng đang sử dụng những gương mặt trẻ ở trên sân. Trần Anh Thiện, vận động viên được tung vào sân để thay cho đội trưởng Trần Đức Hạnh, là vận động viên sinh năm 2003. Như vậy là bóng trong sân. Đó là điểm số cho Sa Đéc Khánh Hòa. Một tình huống challenge thành công của Sa Đéc Khánh Hòa. Tỷ số bây giờ điểm bóng là 19-14. Pha đánh bóng của Đinh Văn Phương. Bóng được xác định là đã chạm chắn. 15-19 điểm cho Hà Tĩnh. Minh Chiến phát bóng. Từ Thanh Thuận. Cho Sa Đéc Khánh Hòa. Tình huống nhanh trước chồng trước. Bóng rơi trong sân rồi. 21-15 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Người đã không thể phòng thủ đằng sau thành công là Sơn Huỳnh Trí. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha đánh bóng của đội trưởng Từ Thanh Thuận. Và Hà Tĩnh xin timeout. Lần hội ý chiến thuật 30 giây thứ 2 của Hà Tĩnh ở trong set đấu thứ 2 này. Bạn lên mình phải cắt.
6 điểm là một cách biệt khá khó để cho Hà Tĩnh có thể san lấp. Pha đánh bóng của Hồ Hữu Tiến, không có một tình huống đập chồng, Hồ Hữu Tiến đã đánh bóng luôn. Một pha bóng mà Hồ Hữu Tiến đánh bóng xuyên qua tay chắn của Perotto. 16-21 cho Hà Tĩnh. Bóng ngoài, điểm cho Sanet Khánh Hòa. 22-16. Cái tay của Perotto là rất khéo. Thành Phương phát bóng. Điểm cho Hà Tĩnh 17-22. Và đánh bóng của Sơn Huỳnh Chí. Sơn Huỳnh Chí cùng với Thanh Hải là những gương mặt đã chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nam Ninh Bình ở mùa giải năm ngoái. Đánh bóng của Perotto không qua được tay chắn của Hà Tĩnh. 18-22. Chính xác thì Perotto đánh bóng không qua lưới. Và đó là pha ghi điểm của đội trưởng từ Thanh Thuận. 23-18. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao thì Tư Thanh Thuận là một trong những đối chuyền ghi điểm hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam. Không có nhiều hàng chắn có thể ngăn cản được anh. 24-18, một điểm số nữa cho Sanet Khánh Hòa. 6 set point. 6 set point cho Sanet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ phải chờ đợi màn lội ngược dòng của Hà Tĩnh ở trong set đấu thứ 3. Quá khó để cho Hà Tĩnh có thể san lấp. Và Sơn Huỳnh Chí vừa đánh bóng không qua lưới. 25-18. Sanet Khánh Hòa thắng ở set đấu thứ 2. Và sau 2 set đấu thì thầy trò luyện viên Bùi Quang Ngọc đang tạm dẫn Hà Tĩnh với tỷ số là 2-0. We'll be right back.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để theo dõi những diễn biến trực tiếp trận đấu bán kết một nam của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương năm 2024. Cặp đấu giữa Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là những người thi đấu trong trang phục áo màu đỏ và đây là đối chuyền số 1 của Hà Tĩnh những mùa giải gần đây, Đinh Văn Phương. Dù vậy thì Đinh Văn Phương và các đồng đội ở trận đấu với Sanet Khánh Hòa ngày hôm nay, họ đang phải đối mặt với viễn cảnh sẽ để thua 0-3. Một kết quả giống như ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia năm nay, giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Hà Tĩnh. Một trận đấu khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Lê Thanh Hùng, họ đã để thua set đấu đầu tiên với tỷ số 2-25 và tiếp tục để thua sâu 18-25 ở trong set đấu thứ hai. So với Sanet Khánh Hòa thì Hà Tĩnh ở Quốc Hùng Vương năm nay họ cũng khá thiệt thòi khi không có chủ công trụ cột người Thái Lan Asanafan Chantajorn. Ngoài ra thì Hà Tĩnh cũng không có sự phục vụ của phụ công Dương Ngọc Danh. Điểm cho Sanet Khánh Hòa pha ghi điểm của Từ Thanh Thuận. Ở set đấu thứ 3 thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đang sử dụng Thanh Thuận ra sân ngay từ đầu ở vị trí đối chuyền. Trong khi đó thì một nhân tố dự bị là Thanh Phương sẽ chơi ở vị trí phụ công để thay thế cho Phúc Lộc. Và đánh bóng của Đinh Văn Phương. Đinh Văn Phương, bóng chạm tay chắn rồi. Một đều cho Hà Tĩnh. Bóng đã chạm vào tay của Từ Thanh Thuận. Và phát bóng của anh Thiện, nhưng bóng đi ra ngoài. Hai một cho Sanet Khánh Hòa. Hồ Hữu Tiến phát bóng. Đinh Văn Tú. Và đó là pha đánh bóng của Từ Thanh Thuận. Bóng trong sân và 3-2 cho Sanet Khánh Hòa. Sơn Huỳnh Trí đã theo chắn chậm hơn với pha đánh bóng của Từ Thanh Thuận. Một pha đánh y. 4-2, một điểm ace. Bóng hướng đến vị trí của anh Thiện. Như vậy là huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã trao cơ hội ra sân cho cây chuyền hai dự bị Lê Quốc Thiện. Quốc Thiện sẽ vào sân để chuyền bóng thay cho Đinh Văn Tú. Perotto. 5-2. Từ đầu trận đến giờ thì có vẻ như chúng ta chưa được thấy Luis Felipe Perotto đánh một quả đánh y nào. Luôn luôn là những tình huống đánh bóng đi chéo sân. Đinh Văn Phương, bóng chạm tay chắn và điểm cho Hà Tĩnh 3-5. Bóng đã chạm vào tay của Chiến Chiêu.
Văn Phương phát bóng. Rất tốt. Họ phối hợp giữa Quốc Thiện và Triển Chiêu. Bốn sáu cho Hà Tĩnh. Sơn Huỳnh Chí sẽ là người phát bóng tiếp theo. Và lại là Triển Chiêu. Bảy bốn cho Sa Nếch Khánh Hòa. Hà Tĩnh sẽ xin challenge. Hãy cùng xem. Có vẻ như trọng tài bắt bóng trong sân chứ không phải là bóng chạm chắn. Hà Tĩnh challenge với tình huống mà họ cho rằng bóng đã chạm tay chắn. Nhưng có vẻ như là trọng tài chính ông Phạm Thái Hòa bắt bóng trong sân trong tình huống đánh bóng vừa rồi của Triển Chiêu. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống đánh bóng này của Triển Chiêu. Như vậy không phải là trọng tài bắt bóng trong sân mà trọng tài bắt bóng chạm tay hàng sau, chứ không phải là chạm tay của vận động viên chắn bóng. Điểm cho Sa Nếch Khánh Hòa 8-4. Điểm bóng 5-8. Nhưng sẽ có tình huống challenge của Sa Nếch Khánh Hòa. Họ cho rằng Triển Chiêu phát bóng trong sân. Có vẻ như là bóng trong sân thật ở góc quay chậm này. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chờ đợi công nghệ video challenge. Và bóng đan vào vạch biên ngang cuối sân. Đó là một tình huống phát bóng trong sân của Triển Chiêu. Đó là một điểm A. Chín bốn cho Sa Nếch Khánh Hòa. Đình Văn Phương. Điểm 5-9 cho Hà Tĩnh. Và đánh bóng của Dương Văn Tiên. Điểm cho Sa Nếch Khánh Hòa 10-5.
Dương Văn Tiên là một trong những chủ công khá toàn diện của bóng chuyền Nam Việt Nam hiện nay. Anh có thể phát bóng, có thể chuyền một, và khả năng ghi điểm thì cũng ổn. Block thành công. 11 năm. Quốc Thiện phát bóng. Đinh Văn Phương. Pha đánh bóng từ sau vạch 3m không thành công của Văn Phương. 12 năm cho Sa Đéc Khánh Hòa và Hà Tĩnh đã phải xin tham ảo. Một trận đấu quá khó với Hà Tĩnh. Họ không có được lực lượng mạnh bằng Hà Tĩnh ở giai đoạn 1. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Quốc Thiện. Điểm cho Hà Tĩnh. Pha ghi điểm của tay đập trẻ Trần Anh Thiện, người được tung vào sân để thay cho Trần Đức Hạnh. Trần Anh Thiện là tay đập sinh năm 2003. Năm nay mới chỉ 21 tuổi thôi. Như vậy là Dương Văn Tiên rời sân. Và người được tung vào sân là Quốc Đoàn. Huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc có lẽ là muốn tận dụng những tình huống phát bóng khó của Quốc Đoàn nhằm gia tăng cách biệt về điểm số. Và đánh bóng của Văn Phương. Điểm cho Hà Tĩnh 7-13. Peroto. Lần này thì Peroto đã không để qua được tay chắn của Văn Phương. 8-13 cho Hà Tĩnh. Phát bóng an điểm ngay. 9-13. Lần này thì anh Thiện đã phát bóng đi ra ngoài. 14-9 cho Sa Đéc Khánh Hòa. Điểm phải nói là dễ dàng với Peroto. Nhưng ban huấn luyện Hà Tĩnh cho rằng chủ công của Sa Đéc Khánh Hòa đã chạm lưới trong tình huống nhảy lên ghi điểm vừa rồi. Sẽ có tình huống challenge. Hệ thống video challenge được áp dụng từ giải vô địch quốc gia từ năm 2022. Nhưng năm nay mới là năm đầu tiên
mà hệ thống này được áp dụng ở Quốc Hùng Vương. Hãy cùng xem lại tình huống challenge để xem Perotto có chạm lưới hay không. Perotto không chạm lưới. Đó là xác định từ các trọng tài qua công nghệ video challenge. Và đó là một lần challenge không thành công của Hà Tĩnh. Đình Nhu đã được tung vào sân. Tỷ số lúc này là 15-9 cho Sanet Khánh Hòa và Hà Tĩnh chỉ còn một quyền challenge ở trong trận đấu thứ 3 này nữa mà thôi. Đình Nhu được tung vào sân để thay cho Triển Chiêu. Vừa có điểm cho Hà Tĩnh. 10-16. Hồ Hữu Tiến phát bóng. Phát bóng không qua lưới. 17-10 cho Sanet Khánh Hòa. Với cách biệt 7 điểm như thế này thì có lẽ trận đấu bán kết mà chúng ta đang theo dõi sẽ kết thúc chỉ sau 3 set mà thôi. Từ Thánh Thuận phát bóng. Và phát bóng đi ra ngoài. 11-17 điểm cho Hà Tĩnh. Văn Phương cũng phát bóng hỏng. Văn Phương là một đối chuyền tiềm năng của bóng chuyền nam Việt Nam, nhưng chắc chắn anh sẽ cần phải cải thiện khá nhiều điều, và một trong số đó là khâu phát bóng. Đã có không dưới 3 lần Văn Phương phát bóng hỏng trong trận đấu ngày hôm nay. Đình Nhu. Điểm cho Hà Tĩnh. 13-18. Người đã không thể có được tình huống phòng thủ đằng sau thành công là Từ Thanh Thuận. Đó là pha ghi điểm của Đình Nhu. 19-13. Sanet Khánh Hòa đang tiến gần tới tấm vé tham dự Quốc Hùng Vương, tham dự trận chung kết năm nay. Một tình huống đánh lao giữa Quốc Thiện và Đình Nhu. Block thành công. Pha block của Quốc Đoàn. 20-13 cho Sanet Khánh Hòa. Quốc Đoàn block thành công tình huống đánh bóng của Đinh Văn Phương. Rất rõ ràng bóng đã dội vào phần sân của Hà Tĩnh. Những nỗ lực của Hà Tĩnh. 14-20.
Một điểm nữa cho Sanh Thép Khánh Hòa. Văn Phương đánh bóng đi ra ngoài, 22-14 cho Sanh Thép Khánh Hòa. Và ngày mai thì Quốc Hùng Vương sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu. Vào lúc 19 giờ sẽ là trận đấu bán kết 2 của nữ giữa Hóa Chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An. Và sau đó dự kiến vào lúc 21 giờ sẽ là cặp đấu bán kết 2 của nam giữa Biên Phòng và Thể Công Tân Cảng. Những diễn biến trực tiếp của giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương năm nay quý vị và các bạn có thể theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và ngoài ra chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần bình luận trước trận đấu đầu tiên. Đó là pha ghi điểm của phụ công Thanh Phương, 23-16 cho Sanh Thép Khánh Hòa. Dù đang chơi với đội hình không phải mạnh nhất trên sân, nhưng Sanh Thép Khánh Hòa vẫn đang đều đặn có điểm trước Hà Tĩnh. Điểm cho Hà Tĩnh 17-23. Pha đánh y của Văn Phương. Một tình huống đánh nhanh trước chồng sau. Nhanh trước chồng trước. Hai mươi bốn 17 cho Sanh Thép Khánh Hòa. Đó là pha ghi điểm của phụ công Thanh Phương. Match point. Một điểm nữa và Sanh Thép Khánh Hòa sẽ là đội bóng đầu tiên góp mặt trong trận chung kết nam của Quốc Hùng Vương năm nay. Điểm cho Hà Tĩnh 18-24. Điểm số thứ 25 cho Sanh Thép Khánh Hòa. Và như vậy là Sanh Thép Khánh Hòa là đội bóng đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết nam Quốc Hùng Vương năm 2024. Xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc. Họ đã có được chiến thắng trước Hà Tĩnh trong trận bán kết với tỷ số là 3-0. Tỷ số cụ thể của các set đấu lần lượt là 25-22, 25-18 và 25-18 nghiêng về Sanh Thép Khánh Hòa. Sanh Thép Khánh Hòa là đội bóng đầu tiên giành quyền góp mặt trong trận chung kết nam của Quốc Hùng Vương năm nay. Và họ sẽ chờ đợi đối thủ của mình trong trận đấu cuối cùng. Đội thắng trong cặp đấu bán kết 2 giữa Thể Công Tân Cảng và Biên Phòng. Trận đấu sẽ diễn ra vào tối ngày mai. Những diễn biến trực tiếp trận đấu giữa Sanh Thép Khánh Hòa và Hà Tĩnh cũng đã khép lại buổi tường thuật trực tiếp giải bóng chuyền Quốc Hùng Vương ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng ta